Ngày 29 tháng 6, Ban chỉ đạo triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Báo cáo đánh giá tại hội nghị khẳng định, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo thể hiện đúng tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bước đầu cho thấy học sinh của tỉnh đã tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới và đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực, chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức, thực hành kỹ năng, tích cực tham gia vào quá trình học tập, năng động, sáng tạo. Kết quả học tập của học sinh đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Kết quả, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2023 tiếp tục giữ vững. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,72%, tăng 0,12% so với năm 2022. Số lượng, chất lượng, giải học sinh giỏi quốc gia cũng từng bước được cải thiện. Trung bình mỗi năm có từ 6 đến 10 giải. Năm 2024, Sơn La lần đầu tiên đạt số lượng 20 giải học sinh giỏi quốc gia. Số học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, đạt giải tại cuộc thi các cấp cũng tăng đều theo các năm học. Đặc biệt, thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tiếp tục triển khai thực hiện đề án, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là chuẩn bị tốt về mọi mặt, đảm bảo cho khóa học đầu tiên thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 vào năm 2025. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 17 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2019-2024.